Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio, có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang, và số điện thoại là 0378 030 730. Để tiếp tục video trong ngày hôm nay, hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2022, hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2022 các bác nhé. Thì tiếp tục bên em lại lên sóng cho các bác một lô mic Bayer vỉ tím tự ngắt có cảm biến gia tốc, và đây chính là Bayer 790 các bác nhé. Đây chính là Bayer đời 790. Đây là một sản phẩm do công ty Bayer sản xuất chính hãng các bác nhé, và phân phối bởi công ty TNZFA. Đây là một công ty rất là lớn của Trung Quốc các bác nhé. Thì đối với sản phẩm mic này thì nó là sản xuất tại Đài Loan Trung Quốc các bác nhé. Sản xuất tại Đài Loan Trung Quốc và được phân phối bởi một cái thương hiệu rất là lớn này, TNZFA đây. Đấy, model của nó đây, DSP10F25 mã. Đây chính là model 790 của công ty Bayer các bác nhá, model 790 BS790 của công ty Bayer với tay đuôi chuột. Màn hình dài, quắc cam, cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt đầy đủ các bác nhá. Và tiếng dòng này thì rất là hay. Nói chung là tiếng của dòng Bayer thì các bác cũng biết rồi. Từ Bayer 760, 780, 790 thì tiếng của nó đều rất là như nhau, đều rất là hay, tiếng dày đều ba giải. Xì xịt rất ngọt. Nói chung là anh em hát karaoke gia đình, lắp phòng hát hoặc là các bác làm những sự kiện nhỏ. Đấy, làm nhà dạp các bác rất là yêu quý cái dòng mic Bayer này, bởi vì thực sự mà nói là đây là một trong những dòng mic quốc dân rồi, nó phục vụ cho nó có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của tất cả các cái mọi lứa tuổi. Đấy, mọi cái chất giọng đều có thể sử dụng được những cái dòng mic này, nó hát nó nhẹ bay tiếng và vẫn đảm bảo độ dày của tiếng mic các bác nhá, trung thực. Cho nên là các bác nhà dạp hay là các bác làm phòng hát thì rất yêu quý đối với những dòng mic này. Đặc biệt mà các bác lắp gia đình thì nó quá tuyệt vời rồi. Các bác gia đình KTV giải trí thì nó rất là tuyệt vời rồi. Hát nhẹ và nó không bị mệt khi mà các bác hát nhiều, hát lâu. Kể cả các bác có giọng yếu thì các bác sử dụng những dòng mic này, nó vẫn cứ định tiếng một chút, nó không bị mệt, hát nó không bị mệt và hát nó vẫn bay tiếng. Thì đối với sản phẩm Bayer 790 này thì các bác cũng biết rồi, cũng không phải riêng gì kênh em phân phối. Và trên thị trường bây giờ thì dòng Bayer vẫn đang là dòng mic quốc dân, được rất nhiều kênh bán hàng âm thanh phân phối bán ra cho các bác. Đương nhiên về chất lượng thì dòng Bayer này thì nó là số 1 thị trường rồi. Đấy, về chất lượng, về cái độ lành bền tính, lành tính, vì em bán ra rất nhiều cái dòng Bayer này, nhưng mà để bảo hành, để phải bảo hành thì rất là ít gặp trường hợp phải bảo hành đối với dòng mic Bayer này. Đấy, nó rất là lành tính các bác nhá. Và nếu không may có phải bảo hành sửa chữa thì đối với dòng Bayer này nó cũng là một trong dòng mic dễ kiếm linh kiện nhất để thay thế cho các bác. Đấy, kể cả các bác có muốn thay một tay mic mới cũng được. Đấy, tay mic mới thì giá hơi cao thôi. Một tay mic mới bây giờ các bác mua một cặp tay mic mới thì giá đắt hơn cả một bộ mic bãi này các bác nhé. Một cặp tay mic mới thì các bác mua đắt hơn cả một bộ mic bãi như này. Đấy, thì các bác biết rồi. Một bộ mic bãi này thì các bác đang mua thị trường, nếu mà hàng mới mà hàng tính tiền Trung Quốc, các bác mua ra tính quy đổi sang tiền Việt Nam nên rơi khoảng 8 triệu các bác nhé, một bộ Bayer 790 này, hàng mới, nguyên số. Đấy, thế còn bộ mic bãi hôm nay em bán ra chỉ chưa bằng 1/3 thôi các bác nhé, bằng 1/3 bộ mic bãi mất mới được các bác nhé. Đấy, và em vẫn bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhé. Đấy, đối với bộ mic này hôm nay em bán ra cho các bác giá chỉ có 2.600.000 các bác nhé, 2.600.000 em bao ship. Đã tặng đầy đủ phụ kiện và bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhé. Đấy, các bác thấy được lợi nhiều quyền lợi không ạ? Một bộ mic mới này các bác mua gần chục triệu mà người cũng chỉ được bảo hành có 1 năm. Đấy, nhưng bên em bán ra chưa bằng 1/3, em vẫn bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhé. Đấy, trong vòng nửa tháng đầu tiên nếu các bác phát sinh lỗi là bọn em sẽ đổi mới cho các bác bộ khác, còn lại thì bọn em sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy, cho các bác an tâm. Thực ra là bảo hành để bảo hành đối với trách nhiệm cho các bác thôi, chứ còn thực ra là dòng này các bác đã về test ngon lành ok, em bao zin cho các bác rồi. Các bác test ngon lành ok được gần như ít gặp bộ nào bị lỗi. Em nói thật, nói là không có thì không phải, nhưng mà ít gặp bộ nào bị lỗi lắm. Trong vòng có những bộ em lắp ra đến năm nay năm thứ tư, năm thứ năm rồi vẫn cứ hoạt động ngon lành, không có vấn đề gì cả đối với dòng mic Bayer này các bác nhá. Đấy, thì đây em cũng quay qua cho các bác đây. Lỗ này thì em về khoảng 16 bộ. Đấy, em để trưng bày ra đây một chút thôi để cho các bác nhìn. Đấy, tất cả nó đều đẹp như nhau các bác nhá, chứ không có bộ nào xấu em giấu đi đâu các bác nhá. Ở bên em bán hàng là nó rất là chi tiết cụ thể, không có bộ nào xấu giấu đi đây. Ngay kể cả cái bộ này là nó bị dặn màn hình em vẫn để lên đây trưng bày nha các bác nhá. Đây, duy nhất có bộ này bị dặn màn hình em vẫn để lên đây trưng bày các bác nhá, không giấu giếm. Đấy, còn mặt mũi thì các bác đi soi thì nó sẽ có xước sát các bác nhá, đi soi từng góc cạnh thì nó sẽ có xước sát các bác nhá. Ví dụ như bộ này nó có chấm đây,
bộ nào nó cũng có một chút, nhưng mà về tổng thể các bác nhìn ở mặt trước thì gần như không có xuất sắc các bác nhé. Đấy, kể cả những cái lắp lưng nó cũng rất là đẹp này các bác này. Đấy, kể cả những cái lắp lưng nó cũng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, nó không xước sát gì đâu. Đấy. Còn đi soi thì đương nhiên là mic bãi thì không thể soi từng chân tơ kẽ tóc được các bác. Đấy. Đến con người còn có nút ruồi. Đấy, các bác bảo bây giờ một bộ mic bãi sử dụng rồi không thể tránh được một vài điểm sức nhẹ, không thể tránh được các bác. Ngay cái bộ này bị dặn màn hình em vẫn để trên đây trưng bày. Bác nào mua bộ dặn màn hình em bớt ngay cho bác 200.000 các bác nhé. Đây chỉ bị dặn nhé, không vỡ các bác nhé. Dặn mờ. Đấy. Dặn rất là mờ. Bác nào lấy bộ này em bớt ngay cho bác 200.000. Đấy, bớt ngay cho các bác 200.000. Đấy. Bộ bình thường, những bộ này em đang bán 2.6 triệu thì bộ này em bán 2.4 triệu các bác nhá. Bớt ngay 200.000 tiền mặt cho các bác luôn là 2.400.000. Đó, còn lại tất cả là bao zin đẹp cho các bác. Ok chưa? Đấy. Có như nào báo như thế cho nó để cho các bác nó rõ ràng, anh em chơi bộ nào cũng được. Bộ này các bác đây nó chỉ bị dạn thôi các bác nhá. Các bác về bật lên không một vết gì, đây là dạn cái mặt meca bên ngoài các bác nhá, do người ta vận chuyển người ta xếp không kỹ nên nó bị va chạm vào nhau, nó bị dạn chứ không vỡ các bác nhá. Đó, gần như các bác nếu em không nói thì các bác sẽ không biết. Đấy. Gần như các bác không nhìn thấy. Nó chỉ bị dạn thôi. Đấy, bớt được ngay 200.000 cho các bác. Ok chưa các bác? Đây còn tất cả tay chân của nó thì đây rất là đẹp. Đấy 780 em còn vài bộ, bác nào lấy lốt tay ra cá 780. Đấy, các bác 2.5 triệu, 780 các bác nhá, rất đẹp. 2.500.000 một bộ. Còn đối với dòng 790 này tay trơn giá 2.600.000 các bác nhá. 2.600.000 tất cả nguyên tem mác của nhà phân phối này. Đấy, rất đẹp. Ở trên này các bác có thể check ra mã QR các bác nhá. Nó ra một địa chỉ nhưng mà chữ tàu thì các bác nào thông thạo chữ tàu các bác có thể search trên Google ra được. Còn bên em thì em bán là nguyên tem, bên kia người ta gửi về. Đó, thế thôi. Đấy. Thì đối với dòng mic này thì các bác cũng an tâm về chất lượng. Đấy, an tâm về độ hay và độ bền. Đấy, tiết kiệm pin nhất trong các dòng mic bãi. Đây là một trong những dòng mic mà từ trước giờ chưa ai kêu về cái vấn đề là pin. Pin. Các bác nhá. Rồi ok, cũng không để các bác chờ lâu, em sẽ alo thử tiếng mic trên cái bộ mic này luôn. Em đã lắp sẵn một bộ đây rồi. Đấy các bác nhá. Rất đẹp. À, tay chân đây, quay trực tiếp cho các bác nhá. Gần như không một vết xước các bác nhá. Đấy, tất cả nguyên bản, đẹp, xuất sắc các bác nhá. Zin nguyên bản từ đầu đến chân. Đẹp xuất sắc, tất cả đã được vệ sinh sạch sẽ để lên sóng rồi. Đấy, bộ chỉ có duy nhất bộ này bị dạn màn hình thì em cũng đã nói luôn rồi. Còn lại rất đẹp các bác nhá, đẹp đến 99%, 95%. Đấy các bác nhá. Thì mic của nó thì rất là ngọt đấy các bác nhá. Em đang nói trên chiếc vang GM-DP880 đấy các bác nhá. Đấy, anh đi 6789101245657. Rất hay, rất nhẹ, rất tuyệt vời. Không có gì để chê luôn đối với dòng mic Bayer này. Buồn làm chi em ơi. Lên 6 7 1 2 6 7 8 9. Lên quá ngọt. Giá chỉ có 2.600.000 các bác được một bộ mic. Và bên em bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhé. Các bác lưu ý ạ. Đấy, rất ít đơn vị bảo hành 6 tháng. Ở đa phần anh em mà làm mic bãi là anh em sẽ làm chung chung bảo hành 3 tháng. Vì trước đây bên em cũng bảo hành 3 tháng để theo chung, theo cái chung. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2022 thì bên em bảo hành mic Bayer là 6 tháng các bác nhé. Tất cả các bộ mic Bayer là em bảo hành 6 tháng. Còn những cái bộ mic khác thì em không nói, nhưng mà riêng dòng mic Bayer này em bảo hành 6 tháng. Cho nên là tất cả bắt đầu từ năm nay này em sẽ dán tem bảo hành. Tất cả bên sườn em sẽ dán tem bảo hành. Vì có những bộ em chỉ bảo hành 3 tháng, nhưng mà riêng Bayer này em sẽ bảo hành 6 tháng. Nên là tất cả em sẽ dán tem bảo hành. Đấy, bảo hành theo đúng video. Đấy các bác nhá, để cho làm cái chứng cứ để sau này nó bảo hành. Đương nhiên kể cả hết bảo hành các bác cần hỗ trợ bên em vẫn hỗ trợ cho các bác nhá. Đấy, chứ không phải là hết bảo hành bên em là hết trách nhiệm. Đấy. Các bác mà ví dụ hết bảo hành các bác cần hỗ trợ bảo cái tay mic của anh nó bị lỗi thế nọ thế kia. Đấy, để bên em hỗ trợ tối đa cho tất cả các bác. Đấy. Đấy, thì bây giờ các bác cũng biết rồi, hôm qua em có livestream thì em cũng có nói. Em mà nói nhiều là nó rất hay bị đau cổ họng cho nên là video em thường em sẽ quay video lên để giới thiệu sản phẩm cho tất cả các bác thôi. Em ít livestream, vì livestream là một trong một buổi tối nó phải nói rất là nhiều. Livestream thì không thể livestream có 10 15 phút được. Livestream thì thường sẽ thời gian sẽ có dài hơn. Đấy, cho nên rất mong được các bác thông cảm. Đấy. Tất nhiên là từ thời gian này trở đi em cũng sẽ cố gắng duy trì một tuần sẽ livestream 1-2 buổi để gặp gỡ tất cả các bác. Đấy. Rồi ok. Các bác đi qua nhớ cho em xin một nút like các bác nhá. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh, các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những video những sản phẩm mới nhất của bên em. Rồi video em xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em là 0378 030 730. Xin chào và hẹn gặp lại.